416 em không, nó cần cái đuôi hơn là tay cầm. Không, không cần tay cầm đâu, cần đuôi. Đuôi thôi là bắn được, dễ bắn. Còn không có đuôi khó bắn lắm. Cho dù mấy ông full hết tay cầm hoặc là bè sitter đi chăng nữa, nhưng mà không có đuôi giật, giật dữ dằn giật luôn. Cái giật kiểu khó chịu lắm. Còn mà không có tay cầm thì ok, bắn vẫn ok. Mà không có đuôi thì nó mệt. Bari số tôi mà gần đây đây tôi luôn nét chắc nó cũng sẽ vào mình. Con đường này là đường chính mà, có nghĩa là sẽ có ai đi đường này vào không? Con sung đây sung là nút ít. Mà ông để ý là cái thai bây giờ á, nó rõ hơn cái thai hồi trước, với lại nó sẽ zoom gần hơn. Hồi trước cái thai đâu, có phải vậy, cái thai nó tốn nhiều diện tích lắm, dễ đai rất là trong. Bye bye G, cháu đi ngủ đây. Bye bye LAT.
mềm giả giọng hả? Nó có hơi bị hình tiếng điện tử không? Tôi định là tôi đang định cái sao cạc. Cái sao cạc thì nó sẽ chỉnh, tôi nghĩ là ok hơn. Còn cái phần mềm thì tôi nghĩ là tiếng nó sẽ bị ẻo kiểu điện tử á, người ta biết liền à. Rồi, mấy ông để vậy là mấy ông không thấy cái tâm luôn nè, mấy ông chuốt chuột xuống là mấy ông không thấy cái tâm luôn á. Chuốt lên cho nó sáng mới thấy được tâm. Sao còn trong cái gì vậy? Ca bắn ngay xuống đỉnh đồi. Ok đi thôi anh em à. Đi làm giàu rồi. Ủa mình chạy qua hơi ghê. Sẽ đợi bọn tiếp theo coi như thế nào. Con đường mình đi hơi căng đó nha. Wow. Chắc mình nghĩ chỗ nhà giữa này sẽ có thằng nó cao ở đây quá. Mình sẽ là có. Vô đây thử coi. Có cái thằng nào vô chung với mình không? Nghĩ tưởng không? Sẽ vô xe luôn. Cho nó an toàn. Đấy. Vô trong luôn đó. Đấy, dừng ngay cửa luôn. Đấy, cực kỳ an toàn. Có thằng vào, có thằng vào. Dừng xe rồi, dừng xe rồi. Tôi biết mình phải. Vậy chết mày, nó quăng bơm có thằng này hay vậy. Nó đang dưới mình, nó biết chỗ này để leo lên luôn. Thằng này gạch khu này quá. Hay vãi thời. Này bắn hay quá. Bắn hay thế. Ôi yếu cực kỳ yếu. Bắn ngay đầu luôn. Hay vậy. Bắn hết đạn vào đầu luôn. Mình đó mình ghim nó tầm một viên là nó đi rồi. Yếu lắm rồi. Trời bá, tôi thuê mấy ông biết biết người xong mấy ông vào cái gì, mấy ông vào Facebook người ta, mấy ông thôi là đang chơi với tôi nè là hết vui rồi. Mấy ông phải đừng nói người ta không biết, không hiểu không? Đây để tìm nha.
Mấy ông đừng nói, mấy ông nói là người ta biết rồi, hết vui. Trời, liên minh không à, trời, má tôi phải chơi liên minh rồi, tôi muốn được nhiều lắm. Ngừng nhận yêu cầu. Phải xin lắm phải không à? Sao lại ngừng nhận yêu cầu luôn rồi? Trời, má vừa mới thấy cái ảnh xinh quá. Mày to. Tay bé kia. Mấy ông phải không được. Đang hẹn hò. Ui có bồ rồi, không được, có bồ à, có bồ không được, có bồ à. Có bồ nó không chơi được. Bữa show thì mấy ông nhớ là mấy ông không được. Không được vào Facebook của người ta nói cái này cái kia, mấy ông vào Facebook mấy ông nói là như không mà sao mà thuê được. Ta biết rồi là đâu có vui nữa, không hiểu không? Rồi để tôi tìm cái. Đây tôi sẽ show cho mấy ông. Mấy ông không được nói nha. Đây nha mấy ông. Bạc đồng 3 không được. À bữa rồi mình quên bấm cái chữ sẵn sàng. Sẵn sàng có nghĩa là thuê được. Được liền. Hành tùn Hà Thảo Linh. Đếm có mấy ông à. Honeymail là ai vậy? Quốc nha anh em. Anh em nhớ nha, không được BM vào Facebook của người ta hoặc là comment nha. Nhớ nha anh em.